vách đá Humhot nằm ở vườn quốc gia Sai Thong. Tỉnh Chai Phum là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất tại Thái Lan. Đa số du khách đến đây đều ấn tượng với mỏm đá treo leo nằm chia ra trên một vực sâu hun hút, được tìm thấy ở một khu vực miền núi. Công viên Sai Thong rất quyến rũ với thiên nhiên hoang sơ, thác nước đẹp lung linh và những rừng cây xanh um tươi tốt. Ấn tượng nhất là mỏm đá Humhot nằm chia ra bên ngoài vách đá. Nếu bạn ngồi trên mỏm đá này sẽ thấy cả thế giới như rộng mở trước mắt với thung lũng xanh ngút ngàn bên dưới. Mỏm đá hung dường như không dành cho những người nhát gan nằm treo leo ở độ cao 860 m trên mực nước biển. Tảng đá hẹp này dường như nhô lên trên vực thẳm. Tuy nhiên, nếu bạn dám bước chân lên tảng đá này và ngắm toàn cảnh rừng cây mênh mông, cảm giác rộng mở sẽ khiến bạn thấy nghẹt thở. Từ mỏm đá này du khách cũng có thể nhìn thấy những cánh đồng hoa tulip siam rộng lớn. Tulip siam là một biểu tượng ở địa phương và những cánh đồng hoa này nở rộ từ tháng 6 đến tháng 8 khiến cho khung cảnh nơi đây càng thêm rực rỡ. Trên đường lên đỉnh, vượt qua cánh đồng hoa tulip siam và di chuyển về phía núi Pungpoe du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng hoặc ngâm mình sảng khoái trong ao Guang Sai, nằm dưới thác Sai Thong nổi bật. Du khách nên đến đây vào mùa mưa diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8, đó là thời điểm hoa tulip xiêm nở rộ.